trong rạp xiếc đã mất người rồi và lại là kêu confirm. Thành nhân luôn, thành nhân đi rồi. Không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay đội hình bên phía team rạp xiếc eSports và kêu confirm tiếp tục thanh toán món nợ máu với nhau nữa. Và rạp xiếc không chỉ đi một, họ đi cả ba và đi cả team luôn. Vâng, hình như là hiện tại thì giáp mũ chưa có cơ. Shinosuke knock out được vị trí của anh chàng Khan và trước đó thì đã gặt giò được một player rồi. Buriam đang gặp khó, có thể đẩy lên luôn tương ai đến từ vị trí của Konasi. Và Konasi đối đầu với cả một khẩu shotgun và Konasi là người giành chiến thắng. Nhưng đối phương cũng đẩy vào là rất nhanh nha. Cần phải nhanh hơn đến từ bên phía vị trí của anh chàng, đó là Konasi. Vâng, SD shotgun đối đầu với bên kia lại là khẩu mini 14. Và mini 14 bắn tầm gần thì không bao giờ bằng một khẩu shotgun. Nhưng phải nhanh hơn nữa đi. Sau lưng T5 đến thôi. Bây giờ kể cả là Buriram hay là Nott sẽ đều gặp khó khăn khi đội hình bên phía team Titan Fight tới. Và điểm kill cuối cùng dành cho Buriram. Của 16 đội tuyển như thế nào thì cái màn thể hiện của họ trong mắt thì nó cũng như vậy. Và bây giờ thì hai đại diện Việt Nam đã bắt đầu va vào nhau rồi. Điểm kill đầu tiên dành cho bên phía Unicorn Cyber lại đến từ Đăng Khoa Gaming. Vâng, chúng ta giờ sẽ đến với cả những video tiếp theo thôi. Vị trí của anh chàng Ampit thì đang bị đuổi. Sapao bắn knock out được Long Ca rồi. Hữu Đạt gặt luôn cái tên Nelty. Nhanh thật sự, và bây giờ lại đội hình bên Việt Nam chúng ta bắt đầu va nhau. Chí Duy knock out được tận hai người. Và Sapao đã bị confirm với điểm kill này thuộc về đội hình bên phía team kill confirm cơ. Brad Red cắn một tình huống rất xa xôi. Headshot luôn là cẩn thận à. Và tình huống này liên tục giao tranh nổ ra mà thôi. Và chưa biết lại phải nằm xuống một cuối cùng sẽ là cái tên Jervis của PMA. Đây là một tín hiệu thật sự là rất bất cập. Còn với đội hình bên VMA tiếp tục được bắt lẻ thêm người nữa. VMA không thể nào thoát khỏi những tình huống đang di chuyển xe bị bắt lẻ. Ampit là cái tên tiếp theo di chuyển. Và bây giờ thì đến ai đây, lên thiên đường nha. Teddy ơi, dễ dàng quá. VMA chả có bất cứ một cái sự phản kháng nào cả. Còn đối với cả Lun Lun tập này thì ngay gần anh ấy có người rồi anh ơi. Đầu đó thì đây chết lên tiếng rồi. Họ là có cho mình liên tục những cái điểm kill đến từ bên phía các thành viên của team kill confirm. Đó là hai kill dành cho kill confirm. Vâng, một tình huống mà chắc có lẽ rằng là di chuyển lẻ đến từ Pháp. Và anh ấy cũng không thể ngờ rằng có một người núp lùm. Vâng, ôi, luôn luôn đúng ao bắt nghị luôn. Một tình huống rai bài rất tốt. Và người cuối cùng có mạng lại không phải là NGE chúng ta. Thậm chí Chí Duy lại gặt luôn cái mạng của Văn Nghị. NGE ở game thi đấu thứ năm này họ đã mất đi tận hai player một cách nó tương đối là lãng xẹt rồi. Chưa thể để có nhiều ấn tượng. Nhưng không sao, nó còn cơ hội. Thôi xe rồi, khói nổ rồi, xe nổ thôi. Phải xuống. Ôi, vội quá Hùng Phong Độ ơi. Tên là Hùng Phong Độ nhưng đi xe thì lại không hề phong độ một chút nào. Một tình huống nhảy ra khỏi xe hơi vội vã và ngay lập tức va vào chính chiếc xe của mình và nằm xuống luôn. Vâng, một tình huống mà quả đấy là xe 100% sẽ nổ rồi. Chắc chắn rồi, nhưng mà ở những bản update này chúng ta đã biết rồi, đó là xe nó không thể nổ ngay lập tức được, em hiểu không? Còn bây giờ đây chiếc mình ùi mở ba thật sự, đây chiếc mình đang quay trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại game thiếu này. 7 kill rồi. 7 điểm kill đem về, flat một mình ăn 5 mạng ạ. Gần như là bốc khói dành cho Hakai xuống xe trả smoke ra. Liệu rằng có kịp hay không? Ôi, Chí Duy đâm thẳng vào nhà vệ sinh và công người luôn rồi. Đóng cửa vào và lại đâm thẳng vào để pre-fight nhưng không được Chí Duy. Đối phương thủ sẵn phía bên trong với một khẩu swag off và không ai khác là bộ đôi bên phía đang qua game mình. Vừa rồi là một tình huống mà Chí Duy cũng cùng chung ý tưởng với Đăng Khoa đây. Ui, định lao để trốn luôn nhưng không được. Bắn súng cối chết Hakai em ạ. Ôi, đèn vậy là Hakai trả smoke ra nhưng mà đạn trên trời rơi xuống thì không né được. Không né được, không né nổi. Vâng. Đỉnh thật sự, và Hakai đã ra đi theo cách như vậy. Đang rất cố gắng theo gì ta nhìn thấy đến đội hình UNC. Nhưng mà đến bây giờ không có xe chạy một nơi đồng không mông quạnh, không cả smoke này thì anh không nghĩ rằng bộ đôi với UNC có thể sinh tồn lâu hơn. Ui. Vâng, Deadchoy Santo 3 vòng để ăn đạn và Deadchoy nằm xuống luôn rồi. Đó thì knock out tốt đến từ màn của bên phía team From the Future. Vẫn đang còn rất nhiều smoke giải ra và ui bắn cả vào mồm và knock out không chỉ có hai người đâu, câu máu thêm cả người nữa. Có khi nó vẫn trong bò, còn với đội hình bên phía team Unicorn Cyber chúng ta thì vẫn đang rất cố gắng cứu lại nhau xong, đối phương lại có trong một thế backup cực kỳ đẹp. Và From the Future knock out với cả nhà Destroy. Và lần này thì confirm luôn rồi, một chấm máu và không một cơ hội đến từ Hữu Đạt. Điểm kill tục về Pet Red của kill confirm. Đến bây giờ nhìn thấy bảng tổng sắp thì chúng ta chỉ còn lại bộ đôi đó chính là Đăng Khoa Gaming thôi. Nết tốt đến từ Bèo Mốt knock out hai người của From the Future. Và chỉ còn vị trí của anh chàng T đây là người cuối cùng. Và tầm này T đây chắc chắn phải là cái chết rồi.
Giờ thì đối với cả bên phía các thành viên của team Q Confirm vừa bắn vừa đang, lên giờ họ đang phải đợi xem là cối bay tới đâu để còn né đúng không. Nhưng phía bên này thì không quá may mắn đâu, đấy mình đã bay đến nửa cái máu bởi quả cối và tiếp tục thì cũng tương cả nét vào đấy bên phía PUBG Esports nữa. Nhưng đây là đây trên Gaming, liệu rằng PUBG Esports có là một đội tuyển đủ sức để có thể khiến cho đây trên Gaming gặp khó hay không đây. 4-3 rồi, rất vội vã. Nó lên xe di chuyển sang đến từ Ecolusia cùng Flucky. Họ đang muốn cover với đội của mình. Đây trên thì mình đang gặp quá nhiều con bắt đầu xây nhưng không được đến từ vị trí Thunder. Làm tốt hơn rất nhiều dành cho cái tên Bèo Mốt. Lại đưa về một thế cân bằng rồi. Nào đẩy lên Thadawat đang rất tự tin và đó là bắn tốt đến Thadawat. Nhưng Nết cũng là hai lính Nurin. 2-2. Và bây giờ đây trên mình chỉ còn lại đúng một người thôi. Không còn là hai người nữa rồi. Mọi thứ đang là quá khó khăn. Nào, Equalusia sẽ là người kê, Flucky sẽ là người cứu. Đội hình bên phía đây chết cái mình, ai cũng đều đã mong chờ một tình huống được cứu lại nhưng không có những flat và cũng không có thêm cả Belmert. Chỉ có đó Puchiu cùng với đó Nurin. Có lẽ là phải cứu thôi, nhưng mà khi cứu xong vị trí của anh chàng Puchiu thì bên kia Thunder cũng sẽ được cứu dậy. Và lúc đó cái tình thế nó sẽ đưa về là 4-2. Để chết là gặp khó nết, rồi. Quả nết. Khi mà đối phương có cho mình góc đứng 2 round là quá đẹp và đó là vị trí thứ 8 dành cho đây chết game mình. Nhưng bây giờ thì tới lượt các thành viên phát phòng eSports vào bo kiểu gì đây. 4 người trong một chiếc xe và họ vẫn đang đâm rất nhiệt tình vào khu vực căn nhà vệ sinh của Đăng Khoa Gaming. Khó rồi Smell ơi, lập cho mình cả một chốt tu phí bằng những tình huống. Ôi đó làm được Ender Smell. Vâng, rất tuyệt vời. Chúng ta thấy rằng có khiên gập và Smell trước khi phải nằm xuống đã kịp thời rút chốt quả nét trên tay, đồng quy vô tận với đội hình bên phía team PUBG eSports. Một highlight dành cho Đăng Khoa Gaming và nhờ có đó thôi đội hình PUBG Esports cũng không đem về cho mình một cơ hội. Tuyệt vời. Dừng chân lại 7 điểm kill đến từ PUBG Esports và Đăng Khoa Gaming cũng đem về những 3 điểm kill với quả nết vừa rồi. Chạm chết thì chúa cũng băng hà rồi. Chính xác. 4-2 nhưng mà rõ ràng rồi, với một pha cảm tử như vậy thì Đăng Khoa xứng đáng họ có cho mình cái điểm kill. Ở đây sau đó X-Men mất đi vị trí của Leo rồi, người bắn cháy nhất ở game thứ trước thì game thứ này đã phải nằm xuống bởi vị trí Konasi bao tong pong hạ gục được anh chàng Uptrend. Liên tục chúng bất ngờ đến từ bên phía thành viên của team X-Men. Không còn góc backup quá đẹp nữa và trung tâm vòng bo bây giờ đang gọi tên đội hình bên phía team Titan Fire cùng với đó Buriram. Vâng, bên phía thành viên của team Q Confirm đi bo kiểu gì đây? Tầm này chạy bộ thì chắc là sẽ chết rồi đấy. Vừa mới chạy được 3 bước rồi đối phương bắn cho yếu rồi. Rosetta đã gục vị trí của Pain bằng quả đết của mình. Nhưng tiếc thay cái góc thế này là một góc rất khó. Tiếp tục là thêm cả nét trả vào. Lần này thì Rayra không thể né nữa rồi. Formimbo tiếp tục để mất người. Nhưng trong khi đó Thadon bắn một khẩu MK4 là quá dính vào vị trí dính. Nhưng Ryuze. Vâng, KS hàng là cực kỳ nhanh chóng. Nhưng Ryuze và cuối cùng đến lượt Thadon lên tiếng. Không còn đội hình kỳ quan phơm nữa. Thì phải đang nắm gần như mọi thế trận ở trong tiếng này. 4, vét 2, vét 3, vét 1. Vâng, biết định ở đâu luôn. Đến từ vị trí của Rosetta thì một đối phương đã lộ ra những cái footstep từ trước đó rồi. Và cuối cùng thì Tanisher quyết định để chết ở ngoài bò. Và bây giờ cuộc chiến chỉ còn lại 3 cái tên. Có lẽ rằng các đội tuyển thì họ vẫn đang cố gắng đợi chờ nhau mà thôi. Nhưng bây giờ Thadon lại lên tiếng. Tôi vẫn nốc được với chí quay trang Rusev. Tập này thì khó. Chúng ta để thấy đi bò kiểu gì đây. Khi mà bây giờ thì Thiên Thuật Phai cũng đứng gọi là có đẹp. Họ sẽ cảm lại toàn bộ hai đội tuyển đang ở ngoài bò. Buriram Esports bắt đầu di chuyển vào trong bò rồi. Một góc đứng cũng không phải là quá ổn cho Konasi, nhưng ít ra tạm thời là đang đứng được cái đã. Những quả đen bắt đầu được trả ra đến từ bên phía thành viên của team Thiraton Fire. Thadon bắn kinh quá. Knockout lần thứ 2 rồi, Reo ra nằm xuống. Và đó là vị trí của Thadon cùng với Kahasawat clear toàn bộ bên phía thành viên của Formanbo. 4 cung thủ không còn nữa và bây giờ sẽ là cuộc chiến giữa đội hình bên phía team Thiraton Fire cùng với Buriram. Nhưng mọi thứ đang ngã ngũ nhưng đây rồi, Konasi lên tiếp tục knockout vị trí pha thăm bom và đem về điểm kiếm của mình. Nhưng sẽ là Vietma, ôi xây nối hay đến cho Konasi. Rotisted Hassawat đã quá tự nhiên pha thi đấu vừa rồi. Tại sao họ không check cho mình một tiếng cẩn thận đi mà lại là nhảy lên cả hai người như vậy? Và sẽ chỉ còn lại đó là 1v1 CSD cùng với Thadon mà thôi. Liệu rằng vị trí này có làm được không đây? Nhưng phía bên kia Thadon đang có cho mình bộ đồ combo 3. Còn phía bên còn lại của Buriram lại không được như vậy, không có cho mình cả mũ đầu nữa cơ. SD sẽ gặp rất nhiều sự khó khăn. Flash được búp lên là rất nhiều nữa cả hai tuyển thủ. Và bây giờ thì lần qua Smoke đang làm góc kê trước đến từ SD và AD Sấy. Chiến thắng khỏi tên Buriram.